Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, bây giờ mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi. Đó, sau những chuyến phiêu lưu đồ đạc quá là nhiều luôn thì hôm nay mình đã trở về nhà và dọn dẹp đồ rồi. Thì tập hôm nay mình sẽ tiến hành chế tạo hai cái, đó chính là Old Running Boot và New Running Boot nha. Công thức của mỗi loại đây nha các bạn. Đây là Old Running Boot, và đây là New Running Boot. Nó sẽ cần một cái Orient Boot nữa. Nghe rất là rối não nhưng mà để mình chế tạo luôn. Tại vì chúng ta có công thức mà. Đó, đầu tiên là một cái giày da trước nè. Tiếp theo là nâng cấp lên Orient Boot. Và mình sẽ nâng cấp nó lên New Orient Boot luôn nha. Cái này thì phải còn Diamond. Đó. Về phần cái New Orient Boot này nó sẽ tăng 75% tốc độ. Còn Orient Boot thì nó sẽ tăng 50% thôi. Và Orient Boot thì nó sẽ xài vĩnh viễn. Còn New Orient Boot khi mà xài hết hạn rồi nó sẽ trở về với Old Running Boot nha các bạn. Nói chung là giày mới khi xài xong nó sẽ biến thành giày cũ thôi. Nói vậy cho nó nhanh. Định mệnh mới vô mà ô với new không à. Rồi đây mình đã sắp xếp luôn rồi. Đây là những cái đá Z mà chúng ta đã có được đây. Và đây là mấy tấm play. Đó. Đây đá Mega rất là nhiều luôn. Và trên đây là có kẹo nè và hai cái ọp của con Bankia và Dienga. Mình còn thiếu một cái ọp của con Giratina nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bán mấy quyển skill này nha các bạn. Còn mấy cái quyển memory thì không có bán được. Trời ơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cất mấy cái skill này đi. Đó. Ok, bây giờ lại tiếp tục lọc mấy cái quyển skill khác ra và đi bán nó thôi. Đi bán nó nè các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ đi bán mấy quyển skill nha. Đó, Energy Ball. Trời ơi, mấy quyển skill này bán nó quá là lời luôn ha. Chúng ta có thể dùng để mà mua mấy bà cầu khác nè. Đó, nó khỏe re luôn. Và những skill nào hiếm thì các bạn nên giữ lại. Còn mình thì mình cứ bán cho thoải mái luôn đi. Không sao cả, cái gì chúng ta sẽ đi tìm lại thôi. Đó, bán hết mấy quyển skill này luôn nha. Wow, skill nhiều quá vậy. Bán luôn, bán sạch luôn. Trời ơi. Thunderbolt, wow. Hết luôn rồi. Trời ơi, bọn này nó bán đồ mắc quá, mình không mua nữa đâu. Bán đồ mắc quá, ai mà mua nổi. Rồi, đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái thử thách. Đó chính là tiến hóa em Gapai này nha các bạn. Trời ơi, mấy bữa giờ mới có cơ hội để mà thực hiện thử thách. Cái thử thách này thì nó hơi bị lâu một xíu. Ở đây mình đã phát hiện được một cái trung tâm Pokemon. Trung tâm y tế các bạn ơi. Và nó có cái hình dạng như thế này. Đó là cái hình dạng khác biệt đó. Mình nãy giờ cũng đang thử giày luôn. Trong đây thì nó có một cái PC. Chúng ta sẽ lời thêm một cái nữa. Mình sẽ đem về nhà để mà cất. Nói chung thì mấy cái PC này chúng ta vẫn có thể dùng cái lệnh sạc PC để mà kiểm tra luôn cho nó gọn. Các bạn thấy không, cái New Running Boot này chạy rất là sướng luôn. Tăng 75% tốc độ mà. Rồi ở bên đây có một cái Poker Chat nè. Chúng ta cùng qua thử nào. Sẵn mình đi test giày luôn. Mình đang ở gần cái khu rừng Bạch Dương các bạn ơi. Đây là một cái khu rừng mà hình như mình ít khám phá trong những cái tập gần đây đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái khu rừng Bạch Dương thử có gì hot không. Đầu tiên nữa mình qua mở cái Master Chest này cái đã. Đó, lại là những quyển skill nữa. Sidekick. Quá xịn luôn. Ui, tôi bấm lộn. Đó. Có cái skill Sidekick vào. Nó xịn như vậy chứ. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến cái rừng Bạch Dương trước mặt nha các bạn. Nó lại xịn lắm luôn. Ôi ôi. Ngon nha. Wow, trong đây có Master Chest nữa nè. Chúng ta sẽ đi vào vừa kiếm Pokemon vừa đi mở Master Chest luôn. Trời, mới giờ nó load map hơi lắc. Ồ, Oreo Scorio nè các bạn. Hy vọng nó là con chim màu vàng. Đợt trước mình gặp cái con chim màu đỏ thì không may cho bạn mà đặt thử thách đó rồi. Con chim màu vàng các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Và đây là sẽ là thử thách đầu tiên của ngày hôm nay nha. Đó, thử thách thu phục Oreo Scorio màu vàng nha. Mình sẽ chuyển với NT để mà dùng Liverball luôn nha các bạn. Con này mới cấp 14 thôi nên cứ Liverball mà xả. Liverball nha. Đó, nó lại xịn luôn. Trời ơi. Thế là sau khi thu phục xong con này mình sẽ có được 3 con chim rồi đó. Đó, thử thách đầu tiên đã được thực hiện xong rồi. Oreo Scorio. Mình đã có được 3 loại rồi. Nó lại xịn. Ở bên đây có con Bao Sweet nè. Bao Sweet. Ồ, con Fletching này mình chưa có.
Ui, đợt trước mình có nhầm với con Fletching này với con Swallow. À, xin lỗi các bạn nha. Trời ơi, mình có nhầm một xíu, tại vì nó cũng na ná giống nhau thôi. Mà cái con Fletching thì nó đẹp hơn, đó. Nó có mấy cái chấm chấm ngay chỗ cổ rất là đẹp luôn. Rồi, thu phục nó lẹ luôn bằng Liverpool nha các bạn. Dăm ba cái con Fletching này thôi. Liverpool là được. Rồi, bây giờ để mình qua giết cái con bao Bowsuit này luôn. Bao Bowsuit. À, mày. Ồ, con này hình như mình cũng chưa có luôn các bạn ơi. Wow, nhìn nó đẹp nha. Dứt mày luôn nhưng con chuyển qua hệ lửa để bán hành cho nó nha. Đó, bao bao switch. Đọc nó muốn lẹo lưỡi luôn à. Đó, NT của mình nó lên cấp rồi kìa. Nó lại xịn luôn, cấp 72. Đó. Wow, chúng ta sẽ chuyển qua em Swanna để mà đi cho nó lẹ nha. Trời ơi. Ồ, đây đây đây. Đây là Swablu đó. Con này thì mình chưa có nên cứ thu phục nó thôi để mình tackle nó nha các bạn. Cẩu máu nó cho nó xịn. Tackle tiếp tục đó. Mày hả mày. Ok rồi mình sẽ chuyển qua con NT. Cứ dùng NT mà tăng thôi. NT rất là xịn luôn nha. Rồi bắt nó nhẹ luôn bằng quả whip ball nha. Mình đã sắp xếp mấy quả cầu sao cho nó dễ sử dụng hơn rồi. Nhưng mà vẫn quen là cái whip ball nó nằm ở dưới. Và lần này không được rồi, mình sẽ cho qua quả Summer Ball nha các bạn. Với cái combo whip ball và Summer Ball, hy vọng chúng ta sẽ làm nên được những điều kỳ tích. Đó. Tamer Bone. Ồ, lần này đã thành công rồi. Swallow đã vào cái PC của mình rồi. Ồ, bên này con này mình chưa có nè. Đây là Ritz. Ritz. Trời ơi. Nhiều con khó đọc tên quá chừng luôn. Rồi, wow, hiệu ứng boost đẹp nha. Chúng ta sẽ tiến hành thu phục con này luôn nha các bạn. Mới cấp 35 thôi, nên sẽ là đơn giản với chúng ta thôi. Tiếp tục cấu máu nó. Rồi, mình sẽ nó đánh hơi đào, đánh hơi đào đổi qua NT gấp. Đánh đào quá rồi, cho quả whip ball ra nào. Đó, cứ cho quả whip ball ra. Whip ball. NT bự nha, bự quá chừng luôn. Whip ball không thành công rồi. Chắc có lẽ dùng dust ball nó sẽ thành công hơn, tại vì trời nó cũng vừa tối các bạn ơi. Và dust ball nó các bạn nên dùng dưới tầng 60. Dưới tầng 60, tức là ở trong hang đó, là cái tỷ lệ thành công nó sẽ rất là cao luôn nha. Bên đây. Có em. Đây là Zangoose. Zangoose các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ thu phục em này luôn. Con này nhìn rất là đẹp ha. Wow, cái kết hợp màu trắng đỏ của nó là rất là hài hòa luôn. Trời ơi, hai chỗ tay nó màu đỏ nè, và trên một một bên của cái tay của nó màu đỏ luôn á. Biết mắt nó đỏ không nè. Ôi nhìn nó xịn nha. Rồi thu phục nó luôn bằng whipball. Mình cứ liệu cái quả whipball nó nằm ở dưới thôi. Mấy bữa giờ. Whipball cổ lên thì dạ không được rồi. Bây giờ mình sẽ cho qua quả dust ball nha các bạn, qua cái con Menafee để mà dùng dust ball cho nó gọn, chứ NT bị gấu máu nhiều quá rồi. Dust ball dùng về cho nó gọn nha. Rồi lần này thì sao? Ta-da, thành công. Oh, có được em game Gible nè. Em này mình có rồi, để mình xóa cái con này khỏi game shark đi. Có thôi mà. Có cả bài luôn nữa chứ. Ok tiếp tục lên đường thôi các bạn. Wow, bên đây có một em Venusaur Boss nè. Trời ơi, trúng trúng của chúng ta luôn. Trúng em Pokemon Venusaur mình vừa tiêu hóa hôm bữa luôn. Wow, con này là Boss Legendary các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành nhất nữa. Boss Legendary thì nó sẽ cao hơn mình 20 level. Boss thường thì sẽ cao 5 level. Và boss rare thì sẽ cao hơn mình 10 level. Đó. Nó sẽ tăng theo tỷ lệ đó, 5, 10 và 20. Và em Venusaur này là sắp die rồi đó. Ây da, nó cho NT của mình die trước kìa. Cho Incineroar ra nào. Mày sao mà sống, sao mà sống nổi. Được Venusaur Rise liền. Nó rất là xịn luôn.
Venusaur. Ok. Hên quá, cái đó mới ra các bạn ơi. Đó. Wow, bên đây mấy con Rockin' Rolla nó nhiều quá vậy. Rockin' Rolla, quá chừng quá đắt luôn. À, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu nữa thôi các bạn ơi. Wow, nó lại xịn lắm luôn. Và đây có một cái Ultra Chest nè, mình sẽ qua kiểm tra thử xem nha các bạn. Ultra Chest. Nó nằm đâu rồi? Nó nằm ở trên cao hay sao á? Trời đúng luôn mà. Ở dưới không có là biết ở trên rồi. Ultra Chest nè, họ nó cho mình skill Bubble Beam, nó lại xịn. Rồi, ngoài này có gì hết nữa không? Wow. Ngoài đồng không có em nào ngon. Ô, mình thấy con gì đấy? Rattata. Ô, con này là Alola Rattata các bạn ơi, không phải là con Rattata thường đâu. Trúng bánh, trúng bánh. Rồi, sẵn thu phục mày luôn nha con. Tính qua mặt tao hả? Chào quả Liverpool ra nào. Nó cấp 19 mà. Mém tí là chúng ta đã bỏ qua em này rồi. Rattata lại xịn luôn. Rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi. Ây da. Bên đây, em Raiolu nó xuất hiện rồi kìa. Wow. Thế là thử thách thứ hai trong ngày hôm nay đó chính là bắt Raiolu nha các bạn. Rất là xịn luôn. Các bạn đã kêu mình bắt Raiolu và tiến hóa lên cấp 2 của nó. Nhưng mà những cái clip tiến hóa mình sẽ tiến hành làm sao nha. Cứ mỗi một tập đến hai tập mình sẽ tiến hóa sao. Đây, Raiolu. Nhìn nó cực ngầu luôn. Cấp 21. Ê, dùng Liverpool đi. Mình đang khá phân vân giữa hai quả Liverpool và Whitbon. Thiệt là đau đầu quá đi. Rồi. Hòa bắt không thành công các bạn ơi. Con này khó nha. Chúng ta sẽ tiếp tục spam tầm 5 quả Liverpool trước rồi tính tiếp. Nếu không thành công thì chúng ta sẽ sử dụng mấy quả. Ôi, chưa nói xong nữa nó đã thành công rồi, lại là xịn luôn. Dưới đây có một em boss sức cồ nè. Đâu rồi? Ồ đây, nó xanh lè đây nè. Boss boss incoming đó các bạn. Dứt nó luôn nha. Chỉ có anti để mà dứt nè. Chúng ta vẫn đang cái quá trình luyện cấp cho em Gapai này nha các bạn. Nãy giờ mình cũng luyện kha khá cho nó rồi. Trời ơi. Tại vì cái quá trình này luyện khá là lâu nên mình không thể ghi hết clip cho các bạn xem được. Mình sẽ nghĩ là cái video nó sẽ dài đó, và nó sẽ gây nhàm chán cho chúng ta. Nên mình sẽ quay cái quá trình mà mình đi bắt những con Pokemon mới thôi. Đó, cái gì các bạn thông cảm nha. Ok, bây giờ quay lại với em boss Sicko thế nào. Wow, nó khá là trâu máu. Và plát nó cái nữa. Mới khen nó trâu máu xong, nó sắp chết rồi đó. Ok. Emperor mày, cho mày đi luôn nha con. Nó cho mình mấy cái. Đây, Skunsho các bạn ơi. Trời cũng được thôi. Kusho. Ok. Bên đây. Cái con. Con Starly mình chưa có các bạn ơi. Trời ơi, mình tưởng mình có Starly rồi, nên hôm bữa mới bắt con Staravia. Ai về chưa có. Chưa có thì hôm nay thu phục nó luôn. Vivomon thẳng tiến nào. Chưa có thì cứ thu phục thôi. Vivomon. Yes, Starly đã vào cái PC của mình rồi. Chúng ta lại tiếp tục lên đường bắt những em Pokemon mới nữa thôi. Cứ tiếp tục lên đường nữa. Wow, Jigglypuff. Con này mình cũng chưa có luôn. Mấy cái con mà hệ tiên như Jigglypuff nè, Clefairy, chúng ta có thể dùng quả Moon Ball nha các bạn. Moon Ball nó sẽ tăng tỷ lệ bắt những con đó. Moon Ball nó sẽ tăng tỷ lệ bắt những con Pokemon hệ tiên đó. Ok. Và con Jigglypuff này nó hệ tiên nên mình dùng hai skill hệ rồng nãy giờ không có bị tạo sát thương cho nó. Thịnh mệnh chơi lầy thiệt chứ. Rồi ở dây da sao mà chơi chơi mày ngủ vậy, cho mày một slash này con, cho mày sợ nha. Mình chỉ có thể dùng slash và những skill thường thôi đó, chứ skill hệ rồng là nó vô hiệu hóa với hệ tiên rồi. Chuyển qua anti hay da, chúng ta sẽ tiếp tục. May quá nó không ngủ. Tiếp tục dùng bộ Whitbon thôi. Đó. Và con Jigglypuff này nó cục vẫn nó đang ở cái vùng plain. Vùng plain thì chúng ta có thể dùng quả Safari Ball nha các bạn. Đó, mình sẽ cung cấp những cái thông tin
cần thiết cho các bạn về những cái quả cầu khác nhau trong Fisherman này. Đó, đây có một con Bondo nè. Shiny Bondo. Trong đây nó hết đường rồi. Vậy mình sẽ đào đường vô luôn nha. Mấy cấp của mình xịt mà, cứ đào đường vô thôi. Không có gì phải xoắn cả. Wow, bây giờ mới để ý mình được level 31 nè. Chắc đâu đó tầm level 50 mình sẽ tiến hành enchant cấp. Đây, Bondo. Lụm mày luôn. Trời ơi, dùng Gabai để còn mà cấu máu thôi. Trời, một skill. Đau không con? Cho mày trường nha. Ồ, nó bút cái gì cho nó đó. Ghê. Có vẻ ghê gớm đó nha. Ồ, nó lại bút tiếp. Nó không phản đa mình mà nó bút của ai à. Trời ơi, cái con này thiệt là lầy quá đi. Wow, lại bút xấu cho con NT nữa. Con này hết, hết chiêu trò rồi. À, và Bondo đang ở dưới hang nha các bạn. Ở dưới hang, tức là nó rất là tối. Và không phải là chỉ trời tối thôi, trời sáng mà ở dưới hang chúng ta vẫn có thể bắt được bằng Dust Spawn nha các bạn. Đó, là mình cung cấp luôn cái thông tin. Còn về Dust Spawn thì công dụng của nó là tăng tỷ lệ bắt khi trời tối, cũng như là ở dưới hang thì nó sẽ tăng tỷ lệ cao hơn. À, và mấy block mà có một món đứng á, nó phải là block dưới 60 nha các bạn, độ cao dưới 60. Độ cao trên 60 là Dust Spawn nó sẽ giảm tỷ lệ hơn một mớ. Ồ, ở đây có con Starrod nè. Wow, con bò ba đuôi, con bò điện hay sao á. Cấu máu nó mà dứt nó thôi. Nãy giờ phiêu lưu rất là dài các bạn ơi. Mình có cắt ra một khúc luôn. Trời ơi, toàn là phiêu lưu đánh boss thôi. Đó, Starrod. Con này, rồi, đủ rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua con NT thôi. Mình hay chuyển qua con NT, đơn giản là nó cao như level nhất. Trời ơi, sao mày chơi lầy vậy? Mày hồi máu, sao tao chơi lại? Whitbon thử nào. Wow, chơi mà nó hồi máu, chết tôi rồi. Rồi, không thành công luôn. Trời ơi, chắc bây giờ phải chuyển qua con Gapai để mà cấu máu lại các bạn ơi. Đó, đúng là chơi lầy thiệt chứ. Không thể tin được. Chơi mà chơi hồi máu hả? Đó, đừng có đi ngủ nha con. Ui, mới nhắc xong đi ngủ luôn kìa. Con này láo nha. Tiếp tục cho mày một skill nữa nè. Slash mày nè con. Chuyển qua NT. Đó, nó sẽ xịn hơn thôi. Rồi, bắt nó luôn bằng quả Thermoball nha các bạn. Whitbon mình đã sử dụng rồi. Bây giờ không dùng lại được nữa. Khá là uổng. Trời ơi, Thermoball nó vẫn ít tác dụng luôn kìa. Tiếp tục là quả Thermoball thứ hai. Quả Thermoball này chúng ta có thể quăng tới 11 quả. Và từ cái quả 11 trở lên, nó sẽ là tỷ lệ 5 chấm luôn nha các bạn. À, cứ mỗi lần nó cộng một mới vậy đó. Ok, lại lên đường tiếp thôi. Ô, con gì đây? Ô, con này nhìn lạ nha. Ồ, Pineapple hả? Con này mình chưa có các bạn ơi. Pineapple đực. Wow, tôi lụm luôn nha con Pineapple. Cậu máu nó thôi. Khá sướng các bạn ơi. Quá đã nha. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua con NT thôi. Cứ bắt được một xíu là chuyển qua NT. Đánh được một xíu là chuyển qua NT. Ủa, nó bút hiệu ứng gì đẹp quá hả? Whitbon nè. Những combo Pokemon hệ nước các bạn có thể sử dụng không phải là quả Diebon nha các bạn. Đó là quả Netbon. Đó, dùng để bắt Pokemon hệ nước đó. Còn khi Pokemon đang ở dưới nước thì các bạn sẽ sử dụng quả Diebon, nó sẽ có lợi hơn nha. Đó, thông tin nó chia ra như vậy chứ không phải là bắt Pokemon hệ nước là phải dùng Diebon đâu. Ok, Pineapple đã thu phục được rồi. Vùng này còn con nào hot nữa không? Còn con nào hot nữa không ta? Trời ơi, khổ nha. Trời ơi, cái vùng này có chút xíu à. Trời ơi. Được Grip Law nè, mình sẽ cất cái này luôn. Rừng Bạch Dương gì mà có chút ẻo à. Làm ăn gì được. Bay qua bên đây xem thử nào. Qua bên đây thì có gì hết. Bên đây có con nào không?
rừng Bạch Dương. Hôm nay chúng ta đã nói khám phá hương rừng Bạch Dương mà sao không thấy con Pokemon nào xuất hiện hết vậy? Đau đầu thì đau đầu quá đi. Ây da, để mình xuống mình lấy Master Chat cái đã. Đây, nó không nằm ở ngoài. Vậy là nó nằm ở trong, vậy là nằm ở ngoài rồi. Phải coi cái cửa mới được các bạn ơi. Gigaren nó lại xịn lắm luôn. Và Eevee nè. Ồ, mình không để ý. Mình đang nhìn cái Gigaren thôi. Ồ, Eevee nó đã xuất hiện rồi. Bây giờ thì thu phục nó thôi. Các bạn đã đặt thử thích cho mình là thu phục Eevee và tiến hóa hết tất cả các loại của nó. Thì chắc trong một tập riêng mình sẽ tiến hành thu phục và tiến hóa nó nhé, sau nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Livermon để mà thu phục cái con đầu tiên này. Những con Eevee kế tiếp chúng ta có thể sử dụng Rebirth Bond để mà bắt lại. Đó, nó sẽ tăng tỷ lệ rất là nhiều luôn. Ok, bật cái heo rồi. Tiếp tục. Tiếp tục phiêu lâu thôi. Ồ, em này mình có rồi. Ồ, em này thì chưa nè, em này thì chưa nè. Ồ, ngon. Trời ơi, Magina hả? Magina. Được. Bắt mày luôn. Trời ơi, tao lại sợ mày quá cơ. Mà nó không đánh lại mà nó toàn boost mình không à. Cứ whip bond mà thẳng tiến các bạn ơi. Mình không dám cấu máu nó, mình sợ lỡ tay giết chết nó thôi. Wow, các bạn bắt khó hơn mình nghĩ ha. Dust bond đi. Trời đang tối mà. Cứ dust bond mà xả thôi. Trời tối là cứ dust bond hết. Tiếp tục một quả dust bond nữa nha các bạn. Dust bond, cố lên nào. Phải thu phục em này mới được. Wow, không thành công rồi các bạn ơi. Khó nha. Dust bond nữa nha. Mình sẽ spam mấy quả. Nói chung là tầm đâu đó 3-5 quả rồi mình sẽ dùng quả Summer Bond. Lúc nào mình cũng vậy hết á. Không thành công nha. Khó rồi. Summer Bond đi. Không thành công thì cứ Summer Bond. Chứ đâu có rảnh mà xài Dust Bond hoài được. Và Summer Bond đã thành công. Các bạn thấy không? Sức mạnh của Summer Bond đó. Ghê lắm. Ghê lắm đó. Không phải dạng vừa đâu. Ok, bên đây khu rừng. Ồ, khu rừng Taiga này nó có con Chespin xuất hiện nè các bạn ơi. Ồ, các bạn cũng có đặt thử thách cho mình là bắt Rocky, Chespin và cái con cáo lửa. Nó tên gì mình quên rồi. Rekenin hay sao? Đó, hình như là tên vậy. Hình như là vậy, chắc đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thu phục luôn cái con Chespin này đi. Còn cái con cáo lửa thì nó vẫn chưa xuất hiện. Cáo lửa cấp 1 chưa xuất hiện thôi. Đó. Bắt chết pin thôi. Ồ, thành công luôn. Quá xịn. Phải như vậy mới được chứ. Xóa tên nó đi. Nó lại xịn luôn. Wow. Hôm nay còn con nào hot nữa không ta? Còn con nào nữa không? Mình sẽ đi đâu đây? Rồi, được rồi. Ồ, Seedot. Con này hình như mình chưa có. Seedot lụm mày luôn bằng Livermon nha. Ủa, nó mới cấp 3 à. Con này thì Livermon ăn chắc rồi các bạn ơi. Cấp nó quá thấp luôn. Thành công ngay. Nó lại xịn lắm luôn. Trời ơi, chúng ta lại lên đường nữa nha. Ok, lên đường. Tiếp tục lên đường. Rồi, cất mấy cái đồ này lại đi. Tốc lộn thấy sẽ chết tôi luôn á. Ồ, đây có con Apoc. Đây là tiến hóa cấp 2 của Ekans nha các bạn. Đó. Đây là con là rắn hoa mang luôn rồi. Nó không còn là con rắn thường như con Ekans nữa. Rồi, thu phục nó luôn. Con này cấp 50 lận. Khá là cao nha. Ồ, tuyệt chiêu gì rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình cảm giác như là cái chiêu đó nó có độc nha. Sợ quá chừng luôn. Trời, một hit nữa nè. Rồi, đủ rồi. Có phải là đủ rồi đó. Ok, chuyển qua Chiget để mà làm tăng cơ. Lần này chúng ta sẽ sử dụng vào Whipmon đầu tiên nha. Cứ combo Whipmon, Tamerbon thôi. Đó, lúc nào cũng thế nha. Lần này thì cho mày gặp rắn chú Chiget luôn. Thành công ngay. Ô, top chick các bạn ơi. Wow, gà lửa đây. Lụm luôn nha. Lụm luôn gà lửa nè. Top chick. Lại xịn lắm luôn. Đây, Toxic hả mày?
Cấp 15 thôi mà leaderboard nó cũng gây khó khăn nữa các bạn ơi. Trời ơi, không thành công luôn nè. Chúng ta sẽ tiếp tục với những quả khác đi. Mình sẽ tiếp tục spam leaderboard nha. Đó, Torchic. Ok, tiếp tục là leaderboard. Cấp 15, chẳng lẽ không đánh bại được nó ta. Các bạn thấy không? Trời ơi, khá là khó thu phục luôn. Tại vì nó là một trong những con Pokemon starter á. Đó, nên cái tỷ lệ bắt nó đã bị giảm xuống rồi, cũng như cái tỷ lệ xuất hiện nó cũng vậy. Đó, được luôn, em Torchic. Thôi, quá xịn luôn. Mình sẽ xóa tên nó khỏi game sát thôi. Đó, rất là xịn luôn. Thử thách Torchic. Các bạn cũng đặt cho mình thử thách này cũng khá là lâu rồi. Ok, Blaziken. Wow, em gà lửa cấp 3 nó xuất hiện luôn kìa. Mình mới thu phục con cấp 1 thôi mà. Trời ơi, nó lại xịn nha. Chúng ta sẽ Bubble Beam nó. Bubble Beam. Chết mày rồi con. Thôi. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng rồi đó. Cho nó một hit nữa. Wow. Hey, căng thiệt. Ây da, nó giết con Manaphy của mình rồi. Mình chuyển qua con Seagate đi. Chúng ta sẽ dùng chiêu đít này đi. Chiêu đào nó. Trời ơi, con này hạ lửa thì chắc chắn bị hạ đất của mình hành rồi. Mày chết chắc rồi con. Đó, và nó cho mình một cây Super Rod và Plasticine này. Trời ơi, lúc cần thì không thấy Super Rod đâu. Lúc không cần thì quá chừng. Nhưng mà cũng tốt thôi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên đường chỗ này thôi. Bên đây. Wow, đây là Growlithe. Đây nó có một con là Brawler các bạn ơi. Rồi, đọc lẹo lưỡi nha. Chúng ta sẽ thu phục con này luôn nha. Ok. Mình sẽ bắt nó luôn. Đó, chuyển qua NT. Bắt nó bằng Whipball thôi các bạn. Trời ơi, nó Bubble Beam mình lại kìa. Whipball. Trời ơi, không sợ con này. Dăm ba con này mà. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng Whipball và Diveball cũng được nữa. Tại vì nó đang ở dưới nước ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng dùng quả Nestball. Nestball dùng để bắt những Pokemon hệ nước đó các bạn. Hệ nước và hệ bọ là bắt được hết luôn. Rất là xịn nha. Diveball. Đó, nó thành công ngay. Trời ơi, xịn thiệt. Có con boss Nidoran female kìa. Để mình qua đây coi thử. Đây có con Azumarill các bạn ơi. Con này là cấp 50 luôn hả, ghê vậy. Nó cũng thuộc hệ tiên đó các bạn. Và hệ tiên thì chúng ta có thể sử dụng quả Moon Ball nha. Đầu tiên là cẩu máu nó trước đã. Wow, đánh mình đau thế nhờ. Trời, một hit luôn nha con. Wow, đánh đau quá. Ui, đánh chết trong hàng của mình rồi. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Chúng ta sẽ thử bằng Whipball xem nào. Đúng là cấp 50. Nó cho mình ăn hành ngập mồm luôn. Giờ mình sẽ thử luôn quả Dust Ball trước đã. Đó, nếu mà Dust Ball nhiều quá không được thì chúng ta sẽ chuyển qua Moon Ball hoặc là Summer Ball thôi. Yes, em Azumarill cuối cùng cũng đã vào cái PC của mình rồi. Ok, xịn nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua bên này. Wow, xem thử em Nidoran female đâu rồi. Đây. Hồi ôi, nó nhìn nó bự nha. Nhìn nó xanh lè nha. Có con Moril rồi các bạn. Để mình giết con này trước đã, rồi mình đi qua thu phục cái con Moril luôn nha. Đó, quá đã. Trời ơi, giết mày luôn nha con. Sacrifice mày nè. Wow, nó bị cháy rồi kìa. Rồi, một hit nữa thôi là nó lên đường thôi. Cho em nó một hit Fire Blast nữa. Mày nè con. Trời ơi, xịn nha. Rồi, để mình đi qua thu phục cái con. Đây, dưới đây có con gì hot không? Đây, nó có con Clam. Đây là Clambert các bạn ơi. Cái con trai, con sò gì đó. Nó cho cái ngọc trai ở trong kìa. Ok, chúng ta sẽ thu phục nó luôn. Lậm lẹ nó luôn nè. Cứ Whipball. Hay cứ Diveball trước đi. Diveball hay là Whipball ta? Whipball trước đi. Khó xử, Whipball trước rồi tính. Từ từ rồi dùng Diveball cũng được mà. Ok, và lần này thì ta-da, Lambert đã được thu phục rồi. Nó là xịn. Rồi, bây giờ lên đây. Hồi nãy mình mới thấy con Pokemon cấp 1 của con Azumarill đâu mà ta. Hình như mình thấy con Marine. Đây. Tính chạy hả mày? Marill. Wow, nhìn cute nha các bạn.
cấp 17. Vậy là thoải mái dùng Liverpool thôi. Cấp 17 mà. Dưới cấp 25 là ưu tiên dùng Liverpool hết. Còn trên thì các bạn phải cân nhắc cho nó kỹ. Rồi, Mareel đã được thu phục rồi. Lại xịn lắm. Thế mới đã chứ. Chúng ta đang bị lỗi cái minimap nè. Trời ơi. Bên phía này có gì hot không? Phineon các bạn ơi. Cái con Swanna này có thể dùng để bơi dưới nước nha. Tại vì nó cũng mang hệ nước. Nó mang hệ nước đó các bạn. Dùng bơi dưới nước rất là xịn luôn. Vừa bay vừa bơi. Cái gì cũng làm được. Phải cho những con như thế này chứ. Bây giờ mình đi test đó, rất là đã luôn. Và mình cái giày của mình nó cũng đã chuyển thành cái giày cũ rồi, thành cái O Running Boots rồi nha các bạn. Trời ơi, giày cũ này thì nó chỉ tăng 50% tốc độ di chuyển thôi, nhưng mà được một cái là nó không có bị mất độ bền. Còn nếu mà lên giày mới thì nó sẽ bị mất độ bền và nó tốn kim cương nữa. Đúng là hai viên kim cương thì là đắt mà. Ây da, cái con Phineon này còn chết rồi. Mày xác định rồi đó. Mày tính chạy đi đâu? Bulldoze mày luôn nha con. Không được rồi. Quên Cinerod. Quên Manaphy Bubble Beam đó chứ. Quên. Được cái Red Cat nè. Ngon. Wishiwashi. Ok, mình sẽ đi qua giết cái con này luôn nha các bạn. Wishiwashi. Nó lại xịn lắm luôn. Tự nhiên nó bị lắc chỗ này nè. Wishiwashi. Này, sao nó bơi tùm lum hết vậy? Đứng im coi cái con này. Đừng có bơi tùm lum nữa. Mày đứng yên một cái coi. Legendary Raikou cuối cùng đã xuất hiện từ vùng Savanna rồi nha các bạn. Đó, và nó sẽ xuất hiện ở thời gian là hoàng hôn và bình minh. Đó, bây giờ là đang bình minh đó, nên nó đã xuất hiện rồi. Raikou. Nó sẽ vào bộ ba của mình. Lại là xịn nữa luôn. Trời ơi, mấy bữa nay gặp Legend nhiều nha. Mặc dù cái tỷ lệ là 25.000 Legendary Ball Stick, nhưng mà cũng khá là may mắn đó các bạn. Rồi, lượm em Raikou này giờ luôn. Con này thì nhìn nó khá là bự ha. Không biết có bự hơn con NT của mình hay không. Nhưng mà để tí mình kiểm tra cái đã. Giờ lên đây để giết cái con Nidorino này đi. Tại vì nó tính kiếm chuyện với mình đó. Lên bờ này đánh cho nó đã. Rồi, Flamethrower nó. Ui. Trời ơi, con này thì Flamethrower 3 2 đợt nữa là xong rồi. Nó đánh con Incineroar như gãi ngứa vậy. Rồi, một đợt Flamethrower nữa nha các bạn. Cho mày một đợt nữa rồi. Đó, vừa đủ máu luôn. Con này đang ở dưới nước. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ dùng quả Whipple trước đã. Đấy rồi. Whipple. Lúc nào cũng vậy. Whipball chưa được một giây luôn. Và mình sẽ dùng quả dive ball nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh khi mà Pokemon này ở dưới nước. Pokemon này ở dưới nước là chúng ta có thể dùng dive ball nha. Nó sẽ không có tầm thường đâu. Không phải là Pokemon hệ nước mới bị thu phục bởi dive ball đâu nha. Chuyển qua Gigate coi thử mày làm gì được tao. Đó là rồng đất đó. Ừ, thử hệ điện mày có giật được hệ đất hay không. Liêu liêu. Rồi, Dive Ball 2 quả rồi, nó vẫn chưa ăn thua gì. Mình lại tiếp tục tầm 5 hay là 7 quả Dive Ball gì đi. Tại vì nó cũng là Legendary mà. 3 quả không thành công rồi nha các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với Dive Ball thôi, mình sẽ không từ bỏ đâu. Cho nó biết sự lợi hại của Dive Ball chứ. Và lần này thì... Yes! Legendary Raikou cuối cùng cũng đã vào tay mình rồi. Và mình đã đạt được cái thành tựu mới. Đó chính là Thunder No Way From. Quá xịn luôn. Rồi chúng ta hãy xem cái con này thôi. Sao nó làm mình lắc quá vậy? Rồi mình để nó đâu rồi ta? Để nó đâu rồi để mình tìm coi thử nha. Rồi cho Incineroar vào đây đi. Raikou nằm ở đâu vậy? Slot này không có luôn. Bên đây không có. Ấy, nó nằm ở đâu vậy ta? Trời, bắt được rồi mà tìm khó vậy. Khổ quá nhen. Hơi bị khổ quá đó.
bắt được mà nè, tìm khó quá nha. Định mệnh á, lầy thiệt chứ. Đây, bên đây cũng không có, mình sẽ kiểm tra kỹ từng cái bóc nha các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra cực kỳ kỹ luôn. Bóc 6 không có rồi nè. Tiếp tục bóc 7 cũng không có luôn. Bóc 8. À đây 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 đây. Tính trốn tao hả mày. Đó, Legendary Raikou. Wow, để mình coi kích thước đó nha các bạn. Wow, kích thước là huge. Cộng special attack nhưng mà trừ defense. Quá xịn. Và các skill nó có discharge và buy. Những skill cực kỳ xịn luôn. Cái thước heal là nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái con NT một bậc. Heal rồi tới enormous, rồi tới ginormous. Wow, xịn nha. Chạy cực nhanh luôn. Quá như vậy mới đáng hiền thoại. Hiền thoại let hiền thoại của sấm chứ. Tôi quên. Hai con rồi. Bây giờ mình đang thiếu con Sukun nữa để mà đủ cái bộ ba luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái thử thách tiến hóa em Gapai này nha các bạn. Mình đã cho nó lên được cấp 42 rồi. Nãy giờ thì mình đang đứng câu cá để cho nó lên cấp. Các bạn thấy không? Lên được cấp 45 rồi đó. Trời ơi, khổ cực chưa. Rồi, may là có ông NPC này. Cosfin này nó tự nổ luôn. Và cái con Gapai của mình nhận được 1900 kinh nghiệm. Gần 2000 kinh nghiệm. Chúng ta có thể sử dụng cái thủ thuật này để mà lên level cho Gapai các bạn. Nó lại rất là xịn luôn. Trời ơi. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái thủ thuật này nha. Nó lại hay lắm luôn. Trời ơi. Mình sẽ giết cái con Archeop này đi. Archeop. Ok. Rồi, run. Đó, cứ run vậy thôi. May là có ông level 80 xuất hiện nha các bạn. 80 nên chúng ta mới lời được kinh nghiệm kinh khủng như vậy đó. Chỉ qua NT. Và rồi nó nổ và chúng ta nhận được 1978 kinh nghiệm. Lúc nào cũng vậy. Vậy là có thể lên cấp nhanh được cho cái con Gapai rồi đó. Mình sẽ làm xong trong ngày hôm nay luôn. Vậy là ngày hôm nay mình đã làm xong một thử thách. Đó. Hai thử thách. Và đây sẽ là thử thách thứ ba nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cố gắng thôi. Cái này thì nó sẽ cần sự kiên nhẫn của các bạn hơn. Ồ hôm nay có con Porygon Z luôn nè. Ồ hôm nay nhiều con quá vậy. Xịn quá nha. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng sử dụng cái thủ thuật này để mà lên cấp cho con Gapai của tôi nha. Đó, nó cứ nổ và chúng ta nhận được level. Ồ nó lên. Nó lên kinh nghiệm thôi kìa. Nó lại xịn luôn. Wow, con này đánh đau quá. Nãy con Cosfin nó nổ, mình nổ tim mình không chết nhưng mà rất là thấm luôn. Bubble Beam nó nha các bạn. Bubble Beam nè. Mấy con này nó có hệ đá, tại vì nó là hóa thạch mà. Hóa thạch là nó có đá trong đó. Nên nó cũng mang một phần hệ đá trong luôn. Chuyển qua NT tiếp tục. Và nó sẽ bùm, lúc nào cũng nổ và lúc nào cũng cho 1978 kinh nghiệm. Sướng quá chừng luôn. Trời ơi, con gì bằng nữa. Ây da. Trời, một skill nha con. Đây, nó nha các bạn. Đây. Wow, cấu rất là nhiều máu luôn. Thì chúng ta còn sống. Còn sống thôi. Còn sống là mày chết chắc. Ok, run thôi. Đó, các bạn cứ bấm như mình là được. Nhưng mà những ông mà level cao hơn mỗi món các bạn tầm 10 cấp hoặc là 20 cấp thì các bạn nên dùng cái skill đó. À mà chắc cùng lắm là 10 cấp à, đâu tới 20 đâu. Chúng ta đã được lên cấp cho con Gapai một lần nữa rồi. Rất là xịn luôn. Chắc nếu mình đánh thực tế chắc cũng đánh không lại cái đội hình của ông này đâu, toàn là bộ mon khủng không à, với lại cấp cao quá chừng luôn, đánh xong lại ơi. Bubble Beam không thành công. NT ra trận nè. Mày. Ui. Mọi gãi ngứa nè hả. Ui. Nó đánh đau nha. Đau quá các bạn ơi. Lại tiếp tục. Ý da. Chết con hàng của mình rồi. Dùng con này xài skill
này đi. Không thành công rồi, khó nha. Đất nét nè. Dùng cái skill này đi. Đó. Rồi, rinh được rồi. Ok, chúng ta lại tiếp tục luyện cấp bằng cái cách này nữa thôi. Lúc nào cũng vậy. Hotspin. Rồi, đổi qua NT thôi. Đó, lúc nào cũng là một vụ nổ. Trời, nó lại xịn. Tiếp tục. Chúng ta sẽ tiến hành lên cấp nó bằng mấy cái vụ nổ này thôi. Đã thiệt. Chạy thôi. Ok, vô cái heo khác nè. Và con Gabai của mình đã đạt được cấp 47 rồi các bạn. Một cấp nữa thôi, Gabai nó sẽ bắt đầu tiến hóa nha. Đó. À, và mấy ông NPC cấp cao đó, các bạn muốn có thì cứ đi vào mấy cái phòng gym là được thôi. Mấy cái phòng hội quán đó. Còn mình thì kiếm mấy ông NPC cao như thế này, level cao như thế này chúng ta sẽ tiện hơn. À. Và em Gabai đang bắt đầu tiến hóa đấy cơ. Các bạn thấy nó nhấp nhá không? Xịn nha. Rồi chúng ta sẽ cố gắng để mà giết ông này thử đi. Thử sức một lần. Wow. Đánh coi bộ là không si cho lắm. Con Archeops này nó mạnh quá. Trời ơi. Chết tôi luôn á. Wow. Ghê. Menafi cho ra trận thôi các bạn ơi. Cho nó biết sợ là gì chứ. Bubble Beam nha. Bây giờ đánh chết Menafi rồi. Bây giờ là tới lượt Swanna. Cố lên Swanna ơi. Trời, Swanna nó cũng chết luôn rồi. Rồi mình sẽ chạy luôn nha các bạn. Và bây giờ thì em Gabai của mình đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Wow, nhìn nè. Wow, Cute nha. Nó đang bắt đầu cái quá trình biến đổi cơ thể rồi. Có cánh luôn kìa. Nó đã tiến hóa thành Gachem và được Ranged. Mình sẽ thay bằng skill này đi. Thay đùa chớp liền chứ. Ok. Đó. Thì cái con Gachem này chúng ta có thể sử dụng nó để mà bay nha các bạn. Sướng lắm. Vừa đi bằng hai chân vừa biết bay. Vừa mạnh về hệ rồng nữa chứ. Con như băng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bay lên đây thách đấu em Swampert Mega này coi. Mày hả Swampert? Tới số mày rồi. Mình sẽ dùng skill disc của con Jiget nha. Nãy giờ mình có tìm hiểu rất là nhiều luôn. Ây da. Đánh ghê. Tiếp tục là disc nha. Cho mày sợ nha con. Skill này là skill hệ đất các bạn ơi. Sử dụng skill thì nó rất là lâu. Kiểu như là nó chấp đối phương sử dụng trước. Và skill disc này nó sẽ sử dụng sau nha. Cho NT ra nào, xử lý con này mau lên. Ây da, nó làm mình hơi đau đó. Khá là đau luôn. Trời, đánh chết NT rồi. Ta sẽ chuyển qua Menafi đi. Con này thì đơn giản, cứ bubble beam là được. Bubble beam. Ta là cuối cùng cũng xong. Nó cho mình Groudium Z nha các bạn. Wow. Ok, đúng là một ngày vất vả. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã thực hiện xong 3 thử thách. Thử thách thứ nhất đó chính là bắt Oreo Scorio màu vàng. Thứ hai đó chính là bắt Ryolu. Và thứ ba là tiến hóa em Gachem ở level 48. Ngoài ra mình cũng có thêm một em Legendary đó chính là Raikou. Gần đủ bộ 3 rồi. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.